Vâng, mình chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel Kim Béo. Và hôm nay em xin được giới thiệu tới anh chị một chiếc Ford Everest. Chiếc Ford Everest này thì cùng với phiên bản nhà em thì còn ba con y hệt, chỉ khác màu thôi. Đó. Thì con này thì là Ford Everest Titanium, một cầu máy dầu số tự động. Chiếc này sản xuất năm 2019 và nhà em còn một chiếc màu đen nữa, cũng biển thành phố, và còn một chiếc màu đỏ là 2018, đều là phiên bản Titanium. Phiên bản gần kịch của chiếc này. Phiên bản cao cấp hơn nữa thì là phiên bản 2 cầu Bitubo. Bản này cũng là bản 2.0 nha. Đó. Chiếc này Ford Everest. Tên tư nhân biển thành phố. Và này, em sẽ đi một vòng cho anh chị ngắm chiếc xe này nhá. Ford Everest. Xe của hãng cung cấp ra thì có 5 chiếc. Có 5 phiên bản. Phiên bản này có phiên bản Ambient, Gen và Titanium. Đó. Phiên bản máy số sàn đó. Phiên bản của em là phiên bản cao cấp nhất là Titanium. Một cầu, giá vừa phải. Đó. Phiên bản Titanium ở phiên bản một chiếc xe trước này là Titanium 2.0, công suất tới 213 mã. Đó. Hệ thống an toàn có 7 túi khí, phanh đĩa trước sau. Đó. Để nổ start stop. Âm thanh 10 loa, điều hòa 2 vùng độc lập. Đó. Bộ mâm cỡ lớn 20 inch. Đó. Ở phiên bản này, phiên bản cao cấp này có rất nhiều chế độ, như là chế độ kiểm soát đổ đèo, hệ thống kiểm soát tốc độ tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cách ngang, cắt ngang. Được trang bị rất nhiều tính năng công nghệ như là đèn LED này, đèn halogen. Đó. Mặt ca lăng, mặt ca lăng là nguyên zin nhá. Zin anh chị, tất cả đều zin theo xe. Đó. Mở khóa, bấm khóa thông minh, chìa thông minh. Đấy. Và thông số ở đây, thông số của nhà sản xuất đưa ra này, cực kỳ ấn tượng, 6,7 lít này. Đấy. 8 lít trong đô thị mà dầu thì anh chị nghĩ xem nó như nào. À, và đặc biệt nhé, chiếc này quả đá cốp này. Đó. Đá cốp này. Hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ ba được sẽ chỉnh điện nhá. Hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ ba chỉnh điện, hoàn toàn chỉnh điện, mình có thể chỉnh ở đây này. Đó. Đấy, nút các nút bấm ở đây. Đấy. Em chỉnh cho anh chị xem. Đó. Đấy. Gập điện hoặc là mình hoàn toàn có thể gập hàng ghế thứ ba và để số 5-6 bộ gốp hay là để bao nhiêu đồ. Sau khoảng cabin rất là lớn, rộng. Chiều dài tổng thể của xe là 4, chiều dài 4,7 m. Đó. Đấy. Đấy. Đá cốp để bật lại nhá. Khá là xịn sò luôn. Everest. Đó. Cái phần này là lắp thêm nha. Đèn LED này lắp thêm nha anh chị. Đó. Bộ mâm vẫn nguyên bản theo xe. Đó. Vẫn rất là giữ gìn. Chưa xước luôn, chưa xước sát, xe cực kỳ đẹp, chạy hơn 3,5 vạn. Cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù đó. Ford Everest. Bật lên xuống này, hàng
hàng ghế thứ hai là vẫn chỉnh cơ. Chỉnh cơ là vì sao? Là về cái tính năng an toàn. Nếu mà chỉnh điện, nếu mà mình có gãy điện, hỏng điện thì không thể chỉnh được, đúng không ạ? Đó, hoàn toàn phải chỉnh cơ. Đó. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, cực kỳ rộng rãi. Đó, hệ thống 10 loa. À, em quay trong showroom lên ạ. Ánh sáng nó không được đẹp cho lắm nhé. Quay trong showroom này. Để chiếc này. Xe trắng nội thất đen. Tất cả phần da thì vẫn còn zin. Zin theo xe. Đó. Forever Red. Chiếc này thì vô cùng tiết kiệm. Một chiếc SUV rộng rãi, đa dụng. Có cả, đặc biệt là chiếc xe này có hệ thống hệ thống điều chỉnh âm thanh nha. Đầy đủ cruise control, chế độ đàm thoại dành tay, giải trí. Đây, vô lăng cảnh báo lệch làn này. Ui, chỉ có phiên bản kịch nhất của chiếc này là chiếc hai cầu và sẽ có cửa nắp nha. Rồi, đắt hơn 200 triệu. Forever Red. Rồi, chỉnh ghế bên phụ này. Đó, tất cả xe bên em đều bán ra đều cam kết chất lượng xe nhá. Chất lượng xe như là không đâm đụng ngập nước, không tranh chấp giấy tờ, không vượt giấy tờ pháp lý. Đó. Mua bán nhanh gọn. Và em vẫn có hỗ trợ vay đến 70% giá trị xe nha. Đó. Wow. Đó, đó là review chiếc xe Forever Red Titanium cầu. Em xin được tổng hợp lại nha. Chiếc này là Forever Red Titanium một cầu máy dầu, sản xuất năm 2019 và em đang chào bán là 1 tỷ 335 triệu 1035. Và anh chị quan tâm tới xe thì cứ alo em 0946880101. Đấy, số điện thoại em sẽ để ở dưới màn hình. Cảm ơn anh chị. Hẹn anh chị ở những bản tin tiếp theo. Tiếp theo em sẽ về rất nhiều xe mới nhé. Anh chị vào Kim Béo xe sang. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại.